Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Nay cửa hàng nông cơ Nguyễn cho em quay review cho anh em mình xem một con xe cúp mini Kubota. Địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Dương thị trấn Ngai Dầu huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha anh em. Mini Kubota nha anh em. Đó, con này nó hiện nó đang chạy là xích cao su nha. Quay cho anh mình coi cái dàn chân trước nha. Này xích nó còn gai, nó còn rất là cao luôn nè, dày nè. Xích được còn đẹp nha anh em. Nhông răng đồ thì cui luôn. Đó. Cọc bình nằm đây. Đây. Đây dàn chân. Đó. Gạo này 30 nha anh em. Gạo 30 Kubota. Tay bọng được còn sáng giới luôn nè, không có bị rỗ tan thế nào nha. Tay còn rất là đẹp luôn, không bị nổ luôn. Này nó Kubota KH007. Nó chạy cái động cơ Kubota hai máy. Đây. Z43A. Đó, anh em thấy không? Máy móc đồ còn rất là ok, rất là mới luôn. Bình dầu nằm đây. Hả? Cái này là bình gì? Bình dầu này phải không? Bình dầu này. Rồi thử nổ đi. Để em anh Thọ thử thao tác rồi cho anh em mình coi nha. Thôi máy chưa? Máy móc là ok hết. Thôi hám là bao luôn em. Kiếm miếng khói hơi khó nha nè. À, máy cực kỳ chắc luôn. Con này anh em xài gia đình luôn ha, đi đầu mương móc mương nước rồi trên cống luôn ha, cho gia đình cực kỳ ngon luôn á. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ việc liên hệ qua chủ em nha, qua số điện thoại là 0913 719 579 hoặc là 0913 918 76 giúp em nha anh em. Rồi, anh em nào muốn tới cửa hàng xem trực tiếp thì qua địa chỉ là 277 quốc lộ 56 đường Dương, thị trấn Ngai Dầu huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Chống chống lên đi. Coi nhỏ nó mạnh nó lẹ nè. Này là xài gia đình là hết bài luôn á. Rồi, đẩy xích đi.
coi. Ờ được. Con này làm vườn là khó chơi luôn em à. Con này là bên em mới vừa nhập về luôn nha à. Kubota KH007. Cái cặn nó bẻ qua bẻ về được luôn nè à. Cặn nó bẻ qua là bẻ về được luôn nha anh em. Rồi rồi đưa lên. Rồi anh em nào mua thì cứ việc liên hệ qua chủ em nha, không qua số điện thoại là 0913719579 hoặc là 0913948776 nha anh em. Rồi em kết thúc video tại đây nha. Rồi, anh em nào quan tâm đến kênh em thì cho một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.